Thì sau khi mà các bạn tải về hoặc là một cái file nào đó mà các bạn lấy ở đâu về đấy, thì nó sẽ có thứ nhất là file chạy step 7v5.5 này và file WinGC v7.2. Thì cái này có thể là sử dụng v5.6 cũng có thể là cài được. Chúng ta sẽ thử giải nén ra ở đây, giải nén hai cái file này luôn. Và step 7 thì nó sẽ có dạng như thế này các bạn nhé. Một số các bạn mở ra thì thấy nó trắng hết như thế này là không biết mở như thế nào đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ phải trước hết là chúng ta sẽ phải mở cái phần mềm step 7 lên đã. Chúng ta có Semantic Manager ở đây, chúng ta open phần nó lên. Và đây là mình sử dụng phiên bản V5.6 cho Windows 10. Các bạn có thể là tìm các cái phiên bản cài ở trên trang web ngocautomation.com. Các cái phiên bản cài thì các bạn có thể tìm kiếm ở cái mục phần mềm Siemens đây. Thì có là gì nhỉ? Các bạn sẽ tìm thấy ở phần mềm Step 7 Professional V5.5 SP3 ở đây này, cho Win 7 này. Còn cho Win 10 ấy, thì các bạn sẽ tìm thấy ở đây. Đấy chính là hướng dẫn cài Step 7, cài S7 300 trên Windows 10. Rồi quay trở lại cái phần mềm thì chúng ta sẽ có như thế này. Rồi sau khi mà mở cái phần mềm lên ấy, thì chúng ta sẽ chọn là Open File này, chọn Open này và chọn Borrow. Thì chúng ta sẽ tìm đến cái folder chứa file mà các bạn đã tải về đấy. Thì ở đây mình tải đặt về mục Download file chạy và Step 7 này này. Thì có file màu như thế này chính là cái file, chính là cái file mà chúng ta cần phải mở ra. Chúng ta chọn OK. Rồi sau khi mà mở ra xong ấy, thì chúng ta sẽ kích vào đây, sau đó nhấn PLC Simulation. Và trước khi tải xuống thì các bạn bắt buộc các bạn phải chọn là MPI nhé, MPI ấy, chọn cái PLC Sim là MPI. Sau đó chúng ta sẽ kích vào đây này. Một số các bạn chỉ vào OB1 rồi nhấn nút download, sau đó là nó không chạy tại vì các bạn chưa tải hết các cái FC khác, cho nên là các bạn phải kích vào đây, kích vào S7300 Station, sau đó nhấn nút download. Yes, yes, yes. Đấy, download thành công. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút chạy, run. Chúng ta có thể check kiểm tra cái chương trình nó có online lên được không. Chúng ta nhấn cái kính này thì các bạn thấy là nó đã online được rồi đúng không. Bây giờ chúng ta đã mở xong cái file chạy cho step 7. Thì tiếp theo chúng ta sẽ mở cái WinGC. WinGC thì chúng ta sẽ vào WinGC ở đây, chọn Open WinGC lên. Các bạn thấy ở cái file tải về là V7.2 đúng không? Mà mình sử dụng V7.5, cho nên là mở được bình thường. Cái phần mềm mà phiên bản cao hơn thì mở được file chạy thấp hơn, còn file chạy mà phiên bản cao hơn phần mềm thì không mở được. Thì mình sẽ check cái phiên bản WinDC của mình là V7.5 đúng không? Thì để mà mở với WinDC thì chúng ta cũng chọn Open thôi, chọn File rồi chọn Open, rồi link đến cái đường dẫn chứa file đấy, PL WinDC, PL tức là phần loại WinDC, và kéo đến cái cuối cùng, cái màu xanh này, chúng ta nhấn chọn Open. Sau khi mà mở được file ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào Computer, rồi chọn Property và chọn tiếp Property. Ở cái mục này chúng ta nhấn chọn là User Local Computer Name, tức là sử dụng cái tên của máy tính của các bạn đấy. OK và nhấn OK nhé. Lúc này nó sẽ cảnh báo như thế nào, chúng ta nhấn OK, tiếp tục OK. Sau đó chúng ta sẽ tắt đi, tắt WinDC đi và bỏ cái tích này. Exit. Rồi quay trở lại, chúng ta sẽ mở tiếp, mở lại. Mục đích là để cho nó khởi tạo lại cái tên máy tính thôi mà. Tên máy tính hiện tại của bạn bây giờ là admin, thấy chưa? Tên server đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào mục Task Management, chọn Open.
Sau đó ở cái mục MPI này này, chọn chuột phải, chọn System Parameter, mục Units, kích vào mục Units và chúng ta chọn là Apply Online. Tức là khi các bạn run cái này lên thì mới có cái Apply Online cho các bạn chọn nhé. Một số các bạn hỏi là trong cái mục này không thấy Apply Online, thì các bạn phải chọn chạy cái PLC Stream lên đã thì nó mới có mục Apply Online nhé. Sau đó chúng ta nhấn OK và tắt cái này đi. Tiếp theo là chúng ta vào Graphics, chọn Open, hoặc là không cần vào Graphics cũng được mà các bạn chạy trực tiếp từ cái này, từ cái nút Active này. Các bạn muốn sửa cái giao diện thì cứ vào Graphics rồi vào màn hình chính hay là một cái Picture nào đó. Picture tức là cái giao diện nào đó đấy. Thế thì đây các bạn thấy đã, nó đã lên được thì mình sẽ nhấn một phỏng này, sau đó nhấn Start. Các bạn thấy là nó đã chạy được rồi đúng không nào? Thì các bước chỉ cần như vậy thôi. Và nếu mà chưa kết nối được, nếu như vẫn chưa kết nối được thì các bạn vào cái tab Open lên. Ở cái mục này nó mà tích V màu xanh là đã kết nối được, còn tích V chưa màu xanh thì có thể là các bạn sẽ phải làm lại các cái bước từ đầu đến cuối, từ mở cái step máy cho đến mở VGC. Các bạn thấy là nó đã chạy OK rồi đúng không? Thì tức là chúng ta đã mở thành công cái file step by vào VGC trên máy tính khác. Ok, bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn. Một số các bạn mở nhưng mà không thấy được cái file ở đây. Tức là mở, mở ra nhưng mà không thấy cái file ở trong này, thì bắt buộc các bạn phải vào đây, các bạn phải copy cái file vừa rồi, copy cái này, toàn bộ folder này vào cái ổ mặc định của Cement, C này, x86 này, Cement này, Cement này đúng không, step 7 và project, F7 project. Đây chính là cái này. Thì chúng ta sẽ paste cái, dán cái file vừa rồi vào đây, dán cái file mà chúng ta đã tải về đấy, chúng ta paste vào đây. Đấy thì chính là cái này. Thì sau đó chúng ta mở ra thì mới thấy được. Còn nếu bạn nào mà mở ra luôn, tìm đến cái folder mà có luôn cái này thì ok, thì cứ mở nó ra thôi. Còn bạn nào mà tìm đến mà không có thì bắt buộc phải vào bộ mặc định của Cement để mà copy nó vào như vậy thì mới được. Ví dụ như đây, step 3, add my forensic. Đấy thì nó đã ra cái này rồi các bạn này. Nó đã ra đây ở đây. Còn bình thường thì các bạn chỉ cần mở như vậy, mở bình thường, chọn đến cái folder chứa file, tức là cái folder này thôi, cái folder mà các bạn tải về rồi giải nén rồi đấy, chính là cái này, thì nó sẽ xuất hiện ra được cái này. Thank you.